Một đám cháy lớn đã thiêu rụi một tổ hợp khu thương mại và căn hộ ở thủ đô London của Anh, buộc hơn 100 người phải sơ tán. Vụ hỏa hoạn bùng phát tại một tòa nhà chung cư ở Dagenham phía đông London. Khoảng 40 xe chữa cháy và 225 lính cứu hỏa được huy động đến khu phức hợp để khống chế đám cháy. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi một phần lớn tổ hợp khu dân cư và thương mại. Nguyên nhân gây ra vụ cháy vẫn chưa rõ ràng. Dịch vụ xe cứu thương London cho biết 4 người đã bị thương, 2 trong số đó đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Đội cứu hỏa London thông báo tất cả cư dân của tòa nhà đã được tìm thấy. Giới chức địa phương ghi nhận phản ứng nhanh chóng của các dịch vụ khẩn cấp đã giúp hạn chế thương tích xảy ra trong vụ cháy.